Ngày 24 tháng 6 vừa qua, Big Bang tiếp tục tour họp fan trên khắp các đất nước châu Á của mình. Địa điểm dừng chân mới nhất là Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Sau thành công của 4 single Make và kết thúc tour concert cùng tên, có thể nói đây là sự kiện quy tụ đầy đủ 5 thành viên. Chính vì lý do ấy, các buổi họp fan như thế này luôn thu hút lượng lớn người hâm mộ tham gia. Khác với hình tượng lạnh lùng khó gần thường thấy trên sân khấu, G-Dragon tại các buổi họp fan lại là một con người khác. Với gương mặt điển trai, nụ cười luôn hiện hữu trên môi, không ai có thể ngờ thủ lĩnh Big Bang lại có thể thân thiện và đáng yêu đến thế. Đến với sự kiện lần này, anh bất ngờ xuất hiện trong trang phục Minion cộng với những hành động cute khiến các fan vô cùng phấn khích. Trước đó, thay vì Minion, G-Dragon lại chọn hóa thân thành nàng bạch tuyết nữ tính dịu dàng. Khi đó trông nam thần tượng vô cùng xinh trai, thành công đúng tim hàng loạt các fan nam lẫn nữ. Hiện tại Big Bang đang trong thời gian đóng băng mọi hoạt động sau lời hứa gió bay của YG về album thứ 3, đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi. Trong khi đó, Top đã lên kế hoạch nhập ngũ vào cuối năm nay, khiến các fan vô cùng tiếc nuối. Ông lớn Jan Yeon-suk đã phủ nhận tin đồn cả 5 thành viên nhập ngũ cùng nhau, nhưng lại mang đến một tin khá vui là sự trở lại của G-Dragon và Taeyang với tư cách ca sĩ solo trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.